bao giờ anh chị thắc mắc tại sao người hát hay, còn mình thì hát chưa được hay cho lắm. Một phần là do giọng hát của mình, nhưng đó không phải vấn đề. Chỉ cần có một chiếc micro xịn là có thể hát được hay rồi. Và micro E3V60 hát thật hay, ca thật đã. Và hãy cùng em xem thử micro này có gì nhá. Let's go. Về phần thiết kế, đầu thu micro với màu đen là màu chủ đạo. So với những đầu thu micro khác thì V360 có thiết kế khá là tối giản, chỉ với một màn hình hiển thị cho hai kênh A và B. Bên cạnh sẽ là những nút điều chỉnh và cuối cùng sẽ là nút tắt hoặc mở. Mặt sau có thiết kế tương tự như những đầu thu micro khác, gồm hai jack loa, hai anten, một jack nguồn, một jack 6 ly. Nhìn sâu qua chúng ta có thể thấy micro với màu bạc là màu chủ đạo, khá là bắt mắt và làm tôn lên sự sang trọng cho người sở hữu nó. Micro có tầm hoạt động lên tới 100m, tầm hoạt động khá là xa, dù đứng tại đâu trong không gian phòng vẫn có thể hát karaoke thật tốt. Khả năng chống hú cao, đứng gần loa cũng không xảy ra hú rít. Bên cạnh đó, nhờ sử dụng sóng UHF nên micro không dây V360 bắt sóng tốt và ổn định. Các hiện tượng hụt sóng được hạn chế tối đa, tránh gây gián đoạn các cuộc vui. Khả năng tự động dò sóng sạch giúp micro E3V360 tránh được tình trạng nhiễu sóng khi hoạt động gần các thiết bị ngoại vi khác. Thời gian hoạt động của micro lên tới 8 giờ mà chả lo đến vấn đề về pin. Độ nhảy cao giúp micro V360 có thể hút âm rất tốt dù đưa micro cách xa miệng. Bên cạnh đó, mic còn giúp loại bỏ tạp âm không mong muốn như tiếng thở, tiếng ồn từ bên ngoài, giúp âm thanh phát ra loa chuẩn và sạch hơn, được thể hiện một cách truyền cảm và ấm, lên cao không bị chói tai và khi xuống thấp cũng không bị hụt tiếng.